cũng 70 rồi không biết được không cho mấy đời rồi cũng trên bình. Lạy Chúa, xin sai thánh thần Chúa đến đại diện tâm hồn chúng con. Chúng ta đang đợi cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng cao thượng ánh sáng Chúa thánh thần để cao quan tâm hồn tin tưởng. Xin cho chúng con biết nhớ ơn người mà
khi chúng con dùng mắt thể xác khi nhìn các hiện tượng đâu thì cũng phải dùng mắt tinh thần suy niệm hành vi và đời sống thánh nhân của các ngài và thánh chương. Chúng con lại xin Chúa làm phép thay quan nhân dấu hiệu này để tôn thờ và tưởng niệm đức thánh thai tin con của Chúa. Chúng con cũng lại xin Chúa thương là các nhân thai tôn thờ con của Chúa và có lòng chiêm ngưỡng sâu sắc cao các dấu hiệu này thì được nhờ công nghiệp và sự che chở của người và cũng nhờ Thiên Chúa ban cho ơn thánh đời này cùng sự vinh hiển trường cuộc đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin quý lên quỷ. Lời Chúa Giêsu, con xin đem thân mình thánh thiêng cho thánh tâm Chúa. Để xin Chúa tha thứ những lỗi lầm con đã mắc phải. Xin anh em chúng ta quay xuống để nghe cuối cùng.
35 khổng ân. Ghi phụ ký đâu? Xin mời anh lên, anh chuẩn bị để mà. Nếu mà màn ảnh nó không có chữ thì chúng ta đeo kính râm vào để chắc nó rõ hơn. Vâng, chúng ta một phút tĩnh lặng để chúng ta chiêm ngắm tượng Thánh Tâm Chúa. Và bây giờ chúng ta, trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ cầu nguyện cho những vị đã đi trước chúng ta, các vị linh hướng, các vị linh hướng, các vị tuyên quý và các vị đoàn trưởng, đoàn viên đã ra đi trước chúng ta. Rồi miệng chúng ta nói, tay chúng ta làm hoan hô Chúa Giêsu. Cái bộ tay trước cái tay tôi chưa có mỏi mà. Rồi cảm ơn mọi người. Của Chúa, bởi vì chúng ta theo một cái định luật tâm lý lắc suýt để xem phim ăn. Không có thì còn sẽ hát chay trong lúc mà anh em chờ đợi. Ban nhạc setup cũng như là chờ đợi về anh Long, anh cho tôi cái e của BM C. Dạ vâng, kính chào cũng như tất cả quý vị. Bản nhạc này con xin tặng riêng đến ông trong đoàn trưởng cũng như tất cả quý cha là bạn. Nói là mấy anh đeo cái kính râm này chỉ có nhìn thấy đàn bà không mà không thấy đàn ông. Vâng, dạ một lần nữa xin cảm ơn quý cha và quý toàn thể quý vị. Và còn một cái mục kế tiếp rất là hay. Còn thành viên ca đoàn Thánh Cha chúng con xin cống hiến. Mời cho các anh ấy vào đoàn để cùng, thứ nhất là chúng ta có tinh thần dân tất phục vụ và tinh thần huynh đệ đoàn. Anh em ơi, sửa soạn chúng ta sẽ bắt đầu xin giới thiệu. Đây là đoàn Liên Minh Nhân Tâm và ca đoàn. Anh em ơi, anh em ơi. Anh em ơi. Đoàn Liên Minh Nhân Tâm các anh từ đảo Việt Nam. Đoàn Liên Minh Nhân Tâm các anh từ đảo hôm nay. Đoàn Liên Minh Nhân Tâm. Đoàn Liên Minh Nhân Tâm. Rồi. Rồi sao nữa? Chúng con đầy một vỗ tay. Hãy subscribe cho kênh Thanh.
qua các bài cho nó có tinh thần của các bạn. Con đây cho nó ăn cầu thật. Từ từ rồi sẽ ăn. Sau tình yêu chúng ta sẽ chia đặc phẩm. Anh chị còn khó dễ chúng tôi rồi nói rồi. Quý vị cứ ngồi im.